sinh Nguyễn Ngọc Trâm, sinh năm 1990, đến từ Đảng bộ huyện Long Mỹ, giáo viên trường Trung học cơ sở Vĩnh Thuận Đông, giải nhất hội thi các huyện. Có vị trí chiến lược quan trọng, từ hàng ngàn năm nay, biển đảo đã gắn liền với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Tuyên truyền về biển đảo sao cho hợp tình, hợp lý, đúng với chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước là điều luôn được các Đảng bộ quan tâm. Tham dự hội thi hôm nay, thí sinh Nguyễn Ngọc Trâm, Đảng bộ huyện Long Mỹ đã chọn chủ đề bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Việt Nam theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng để thuyết trình. Mời các đồng chí cùng theo dõi. Kính thưa quý lãnh đạo và các đồng chí, trước khi đi vào phần nội dung báo cáo chuyên đề, cho phép tôi được gửi đến quý lãnh đạo, các đồng chí lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hôm nay tôi được đứng đây, đó là nhờ một phần công sức của tỉnh nhà đã ngăn chặn kịp thời để kiểm soát được dịch bệnh, và tôi mong rằng mọi đảng viên của chúng ta phải có ý thức cao hơn nữa trong áp dụng 5K trong mùa Covid, có trách nhiệm hơn trong khai báo y tế, chủ động đăng ký tiêm ngừa để bảo vệ bản thân trong mùa đại dịch. Như các đồng chí đã biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng ta diễn ra vào ngày 25 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 năm 2021 tại thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Trong đại hội, nghị quyết đã được thông qua với các nội dung. Thứ nhất là kết quả thực hiện nghị quyết đại hội 12. Thứ hai là tầm nhìn và định hướng phát triển, có 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhiệm vụ thứ 3 có nêu kiên quyết, kiên trì, bảo vệ vững chắc, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo, vùng trời. Và do thời lượng báo cáo viên có hạn, tôi xin phép được báo cáo chủ đề bảo vệ vững chắc, chủ quyền, biển đảo Việt Nam theo tinh thần nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Trong phần nội dung chuyên đề sẽ có 3 nội dung lớn, đó là 1. Giới thiệu, 2. Nội dung và 3. Kết thúc. Và bây giờ tôi xin được phép bắt đầu chuyên đề. Kính thưa các đồng chí, biển và đại dương hiện nay chiếm 3/4 diện tích bề mặt trái đất. Trong đó, dưới lòng biển và đá đại dương chứa các nguồn khoáng sản năng lượng sinh vật vô cùng to lớn và phong phú. Và thế kỷ 21 được coi là thế kỷ đại dương, tiếng ra biển đã và đang là xu thế của các nước trên thế giới cũng như các nước trong khu vực. Vì sao gọi là thế kỷ đại dương? Lý do thứ nhất đó là dân số thế giới gia tăng, không gian sinh tồn trên đất liền ngày càng trở nên hạn hẹp. Năm 2019, dân số thế giới là 7,7 tỷ người. Dự đoán đến năm 2050, dân số thế giới sẽ là 9,7 tỷ người. Do đó, các nước có dân số cao trên thế giới đang định hướng ra biển, biến biển thành không gian sinh tồn mới. Lý do thứ hai, nguồn tài nguyên trên đất liền ngày càng cạn kiệt. Do đó, trong khi đó, nguồn tài nguyên trong lòng biển và đá đại dương lại vô cùng phong phú và to lớn. Lấy ví dụ, trữ lượng vàng ở đất liền có khoảng 3,5 vạn tấn, như ở đáy đại dương ngoài biển thì có đến 10 triệu tấn, gấp gần 300 lần so với đất liền. Và năng lượng mới, năng lượng băng cháy xuất hiện là năng lượng của thế kỷ 21, được đánh giá có trữ lượng lớn và có thể cho con người sử dụng đến 1.000 năm. Lý do thứ ba đó là khoa học công nghệ biển phát triển vượt bậc, cho phép loài người có thể nghiên cứu, thăm dò và khai thác biển có hiệu quả. Hiện nay, giàn khoan lớn nhất châu Á có thể khoan tới độ sâu là hơn 9.000 mét. Còn đối với việc tầm quan trọng của Biển Đông, có vị trí về địa chính trị, địa kinh tế cực kỳ quan trọng. 1/3 trữ lượng hàng hóa trên thế giới được lưu thông qua Biển Đông. Và vị trí đắc địa của Biển Đông đó là nằm xung quanh 9 nước và một lãnh thổ. Biển Đông có diện tích 3,5 triệu km vuông, lớn thứ hai trên thế giới, lớn thứ hai trong Thái Bình Dương và lớn thứ tư trên thế giới. Về giao thông, là một trong số 10 tuyến đường hàng hải lớn nhất thế giới, hàng ngày có đến khoảng 200 đến 300
tàu từ 5.000 tấn trở lên lưu thông qua biển này, chiếm 3/4 trữ lượng tàu hoạt động trên biển. Về kinh tế, tài nguyên khoáng sản, dầu mỏ, hải sản, năng lượng vô cùng phong phú và to lớn. Về chính trị, quốc phòng, an ninh là nơi tập trung các mâu thuẫn chính trị, kinh tế, nơi diễn ra các tranh chấp gay gắt và quyết liệt. Đây cũng là vùng biển mà tập trung liên quan đến nhiều nước nhất trên thế giới, kể cả những nước không có chủ quyền như Nga, Ấn Độ, Mỹ, Nhật. Vì vậy, quốc gia nào khống chế được Biển Đông sẽ lợi thế về chính trị, kinh tế, an ninh và quốc phòng. Tôi xin trích dẫn một đoạn thơ sau: nếu tổ quốc tan bão trong từ biển, có một phần máu thịt ở Hoàng Sa, ngàn năm trước con theo cha xuống biển, mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa, của Nguyễn Việt Chiến, chức tổ quốc dân từ biển. Đây là hình ảnh trong những câu thơ, đó là con dân của đất Việt. Ông cha ta từ ngàn năm trước đã lên rừng khai xuống biển, khai phá và xây dựng non nước này, và biển đảo ấy là một phần lãnh thổ, là một phần nghèo khó của ông cha ta từ ngàn năm xưa đã không tiếc máu xương công sức để gìn giữ và truyền đời lại cho con cháu hôm nay. Biển đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc. Qua hàng ngàn năm lịch sử, biển đảo trong tâm thức của người Việt là đất nước, là cuộc sống. Bờ biển Việt Nam dài 3.260 km từ Quảng Ninh cho đến Kiên Giang. Việt Nam đứng thứ 27 trên 157 nước có biển, trên 157 nước có biển trên thế giới. Và trong 63 tỉnh có 28 tỉnh thành là có biển. Biển được ví như là cửa ngõ, mặt tiền, xanh trước của quốc gia. Vùng biển nước ta có hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa tạo nên thế vòng trong vòng ngoài, làm tiếng phòng thủ vững chắc để bảo vệ tổ quốc. Do đó, vùng biển và hải đảo nước ta có vị trí địa lý hết sức quan trọng trên cơ sở và nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế cũng như bảo vệ an ninh quốc phòng. Thế như hiện nay, Biển Đông đang đứng trước những diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến trực tiếp chủ quyền biển đảo của Việt Nam, và chúng ta cần phải phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc. Trong đó, thế hệ trẻ cán bộ đảng viên sẽ là lực lượng nòng cốt xung kích trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Hai nội dung trong phần này tôi sẽ có đi đến một, có các nội dung nhỏ như sau: một, truyền thống biển đảo; hai, những thuận lợi; ba, khó khăn thách thức; bốn, giải pháp thực hiện. Và giải pháp thực hiện là phần trọng tâm của chuyên đề hôm nay. Biển đảo Việt Nam là bộ phận cấu thành chủ quyền quốc gia, là không gian sinh tồn, cửa ngõ giao lưu quốc tế, gắn bó mật thiết với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đây cũng là địa bàn chiến lược cực kỳ quan trọng, tuyến phòng thủ phương đông của nước ta. Kế thừa và phát triển chủ quyền biển đảo của ông cha ta trong lịch sử dựng nước và giữ nước, Đảng và nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách về biển đảo. Quản lý, khai thác đi đôi với bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển, làm cho đất nước giàu mạnh là quan điểm nhất quán của Đảng và nhà nước ta. Trước những năm qua, trong bối cảnh thế giới, tình hình Biển Đông hết sức phức tạp, thì dưới sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, quân và dân ta đã triển khai tích cực các hoạt động bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển. Đó là chủ động, kiên quyết, kiên trì đấu tranh và các biện pháp phù hợp bảo vệ được chủ quyền biển đảo, vùng trời và giữ được hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Xây dựng thế trận lòng dân, an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân được tăng cường và củng cố. Bên cạnh đó, bộ đội hải quân, các lực lượng thi hành pháp khác đã không quản ngại khó khăn gian khổ, vẫn kiên cường bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió, tuần tra kiểm soát, khẳng định bảo vệ chủ quyền, giữ bình yên biển đảo, đã làm điểm tựa tin cậy cho nhân dân vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế. Hình ảnh
là lực lượng kiểm ngư đồng hành cùng dân dân bám biển khai thác bộ chiến sĩ cảnh sát vận chuyển quà lên bờ để trao tặng ngư dân, hay là cảnh sát biển cứu dân tị nạn. Bên cạnh những thuận lợi ấy thì còn việc bảo vệ chủ quyền biển đảo còn những khó khăn và thách thức lớn. Kính thưa các đồng chí, tình hình quốc tế hiện nay, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, những nhân tố mới xuất hiện tác động trực tiếp đến tình hình Biển Đông. Cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia, tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển đảo giữa các nước trong khu vực diễn ra gay gắt, tiềm ẩn nguy cơ xung đột và mất ổn định. Điều đáng nói ở đây là Trung Quốc xây dựng bản đồ của họ có thêm đường lưỡi bò. Điều này thế giới và cả Việt Nam không chấp nhận. Một lần nữa, Việt Nam cần khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Còn ở trong nước, sự phối hợp, thống nhất nhận thức và hành động về chủ quyền biển đảo của một số bộ phận nhân dân chưa cao. Các thế lực thù địch ra sức lợi dụng vấn đề biển đảo để chống phá đảng, nhà nước và chế độ. Vậy, trước những khó khăn thách thức ấy, chúng ta phải làm gì? 4. Giải pháp thực hiện. Đầu tiên, đảng ta đã thống nhất phương châm chỉ bắt biên, ứng bản biên, kiên định nguyên tắc chiến lược, tinh hoạt về sách lược. Đó chính là trong bảo vệ chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ là thiêng liêng, bất di bất dịch, không thể bị xâm phạm, không thể đánh đổi và không thể nhân nhượng. Các biện pháp bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển đảo đã được triển khai mạnh mẽ, kiên quyết vì chúng ta có chính nghĩa, song cũng phải hết sức linh hoạt, mềm dẻo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, thời điểm cụ thể. Lấy bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc và giữ vững hòa bình, ổn định để đất nước phát triển là mục tiêu tối thượng. Sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển đảo là sức mạnh tổng hợp của quốc gia, có sự kết hợp chặt chẽ giữa các mặt trận, lĩnh vực hoạt động. Trong đó, sức mạnh quốc phòng an ninh giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Do vậy, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên các vùng biển phải được vững chắc, bố trí chiến lược các lực lượng có chiều sâu, liên hoàn bờ biển đảo, sẵn sàng chuyển hóa thế trận chiến tranh nhân dân khi có xung đột. Phải xây dựng các lực lượng quản lý, bảo vệ, dự bị động viên, dân quân tự vệ biển phải mạnh, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao. Trong đó, hải quân sẽ là lực lượng nòng cốt. Chỉ có trên cơ sở đó mới đảm bảo được khả năng bảo vệ chủ quyền, duy trì hòa bình, ổn định lâu dài trên biển. Nhân dân ta từ lâu có câu trong ấm hoài im. Kính thưa các đồng chí, câu nói này không phải là câu nói chỉ là đối cho sự thế cho mỗi gia đình mà còn cả cho quốc gia. Lịch sử nhiều lần chứng minh nội bộ đoàn kết, lòng dân thường hòa, biên cương và cõi yên ổn. Ngược lại, lòng dân ly tán, trên dưới bất hòa thì ngoại bang sẽ dần ngó xâm lăng. Cho nên trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, biển yên thì bờ ấm, có bảo vệ được bình yên biển đảo thì trong nước mới ổn định phát triển. Ngược lại, trong bờ có ấm, ngoài biển mới yên, đất nước ổn định phát triển mới tạo ra thế và lực để bảo vệ biển đảo. Vậy nên chúng ta cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Tiếp đó, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong hệ thống chính trị và nhân dân về các chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước liên quan đến phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Và khi ý đảng đã hợp lòng dân, sẽ tạo được sức mạnh to lớn, đánh tan được các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề biển đảo để chống phá nước ta, tạo ổn định chính trị để phát triển kinh tế, khơi dậy được tự hào, tự tôn, truyền thống ý chí kiên cường bất khuất của dân tộc, hình thành mặt trận chính trị rộng lớn của nhân dân cả nước hướng về biển đảo quê hương, chung sức đồng lòng bảo vệ quê hương biển đảo tổ quốc. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, muốn bảo vệ chủ quyền biển đảo, chúng ta phải phát huy được tinh thần tự lực tự cường, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, và phải nêu được tính chính nghĩa. Bên cạnh đó, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và hợp tác của quốc tế.
cần xác định rõ giải quyết tranh chấp trên Biển Đông là vấn đề lâu dài, không thể nóng vội. Cần tìm kiếm biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp, làm không làm phức tạp thêm tình hình, bảo vệ lợi ích chính đáng của ta, đồng thời tôn trọng lợi ích chính đáng của các nước trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế. Hình ảnh là tàu Trung Quốc tấn công tàu Việt Nam và vòi rồng. Sự việc này xảy ra sau hơn 10 ngày giàn khoan hải dương 981 của Trung Quốc xuất hiện tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ngày 2 tháng 5 năm 2014. Tăng cường công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại quốc phòng với các nước trong khu vực. Hình ảnh là hội nghị hẹp bầu trực ngoại giao ASEAN. Và ngày 4 tháng 11 năm 2020, Việt Nam tiếp quản vai trò chủ tịch hiệp hội ASEAN, qua đó tạo môi trường điều kiện thuận lợi để Việt Nam bảo vệ củng cố chủ quyền biển đảo, tạo cho Việt Nam không bị cô lập trong vấn đề Biển Đông, cùng các nước trong khu vực hợp tác phát triển ổn định lâu dài. Và trên cơ sở chủ trương chính sách của Đảng nhà nước, nhất là chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, lực biển Việt Nam ra có hiệu lực thi hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2013, và chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, tạo hành lang pháp lý đồng bộ thống nhất trong quản lý thực thi và bảo vệ biển đảo, chú trọng nghiên cứu các chính sách về phát huy tiềm năng thế mạnh của biển, kết hợp kinh tế quốc phòng an ninh và bảo vệ biển đảo. Bên cạnh đó, phải đồng bộ giữa kế hoạch quy hoạch chiến lược trong phát triển quốc gia phải phù hợp với từng vùng, từng địa bàn và từng ngành, giải quyết tốt mối quan hệ giữa kinh tế với quốc phòng an ninh, giữa sức mạnh khai thác với sức mạnh bảo vệ biển. Kính thưa các đồng chí, kinh tế biển mạnh sẽ tạo điều kiện vật chất thuận lợi để phát triển quốc phòng an ninh vững mạnh để bảo vệ biển đảo của tổ quốc. Ngược lại, nếu như quốc phòng an ninh mạnh sẽ bảo vệ được biển đảo, tạo môi trường thuận lợi không gian để phát triển kinh tế. Và lớn kết thúc, trong phần này tôi sẽ chú trọng đến vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của thế hệ trẻ trong bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thế hệ trẻ này sẽ là cán bộ, đảng viên và quần chúng. Và trong phần này tập trung 4 nội dung sau. Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển đảo và quần đảo. Công tác tuyên truyền phải bám sát thực tiễn tình hình, không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, phương pháp và tận dụng có hiệu quả các phương tiện kỹ thuật, chú trọng phạm vi tuyên truyền. Gắn kết với công tác tuyên truyền phải cam kết chặt chẽ với học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu gương các anh hùng trong kháng chiến chống xâm lược. Phối hợp tốt giữa các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể, gia đình, nhà trường, xã hội, các hoạt động văn hóa, các phương tiện thông tin đại chúng, sức mạnh tổng hợp để quân thanh niên chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Hình ảnh là hải đoàn 129 tặng quà cho học sinh, trong đó có một trường là trường trung học cơ sở Lương Tâm của huyện Long Mỹ. Còn đối với các cấp ủy, cần chú trọng tổ chức các hoạt động thi tìm hiểu, tọa đàm về chủ quyền biển đảo trong đảng viên, đảm bảo thiết thực, chất lượng tốt. Đây là hình ảnh phần tiên của hậu giang chúng ta hướng về biển đảo và xe tuyên truyền cổ động tham gia diễn hành trong phần hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, tăng cường tổ chức cho đảng viên đi thăm, tiến hành các hoạt động nghiên cứu thực tế trên các vùng biển đảo của tổ quốc. Hình ảnh là đồng chí Phan Minh Chiến tặng quà cho hải đoàn 129 nhân dịp xuân Kỷ Hợi năm 2019. Hay là ủng hộ, khuyến khích đảng viên người dân tham gia các chương trình tìm hiểu về biển đảo như triển lãm số Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng pháp lý, những bằng chứng lịch sử và pháp lý, tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu luật cảnh sát biển để góp phần bảo vệ biển đảo tổ quốc trong tình hình mới. Chia sẻ, lan tỏa những thông tin, hình ảnh tích cực về cán bộ, đảng viên, nhân dân đang nỗ lực ra sức để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền biển đảo,
Nam Cảng Sài Gòn tổ chức lễ trao quyết định phụng dưỡng suốt đời năm mẹ Việt Nam anh hùng. Thứ hai, cần có sự quan tâm chính sách đãi ngộ cụ thể đối với cán bộ đảng viên quần chúng nhân dân khi tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đó là thực hiện tốt chính sách đãi ngộ cho cán bộ, cho những lực lượng tham gia quyền đảo xa bờ các địa bàn trọng điểm chiến lược. Từ đó sẽ hướng được thế hệ trẻ, lực lượng thanh niên nắm rõ được tinh thần, trách nhiệm, củng cố thêm niềm tin, thái độ, động cơ, ý chí vững vàng bảo vệ chủ quyền biển đảo. Và thông qua đó, động viên mọi cá nhân nâng cao quyết tâm, hành động thiết thực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thứ ba, chú trọng xây dựng quyết tâm cao, định hướng hành động thiết thực trong cán bộ đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Phải làm cho cán bộ đảng viên, nhân dân địa phương thấy được sự khó khăn, gian khổ, đối mặt nguy hiểm, sự phức tạp trên các hoạt động trên biển. Do đó, từ đó sẽ đòi hỏi bản thân mọi người phải dũng cảm, mưu trí, chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường, sẵn sàng hy sinh xương máu, kiên quyết đứng lên bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của biển đảo Tổ quốc. Thứ tư, phát huy tinh thần tự giác học tập, rèn luyện bản thân của cán bộ đảng viên để góp phần nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đất nước tôi là một đảng viên, cũng là một giáo viên, nhận thấy vai trò và trách nhiệm của bản thân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thứ nhất, nêu cao khẩu hiệu hành động. Cán bộ đảng viên phải luôn rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bản thân cũng tích cực học tập, nghiên cứu, nhận thức nhiệm vụ cách mạng, đối tác, đối tượng, yêu cầu nhiệm vụ của các bộ đảng viên trong tình hình mới. Và bên cạnh, hướng học sinh luôn biết ý thức về chủ quyền biển đảo, nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của việc bảo vệ lãnh thổ nước nhà. Hình ảnh là học sinh trường Trung học Phổ thông Chuyên Vị Thanh quan sát tài liệu Trường Sa Hoàng Sa trong buổi triển lãm Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý, hay cột mốc Trường Sa Hoàng Sa của trường tiểu học Tân Long 1. Mô hình này là ở huyện Phụng Hiệp. Mô hình thông qua mô hình đã giúp cho các em học sinh có thể biết được vị trí, tiềm năng của biển và tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam, chủ quyền biển đảo. Cuối cùng là một đảng viên của huyện Long Mỹ, quê hương truyền thống anh hùng. Tôi nhận thấy bên cạnh việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, chúng ta cần phải tiếp tục gìn giữ và phát triển hơn nữa những tiềm năng của biển đảo Việt Nam để Việt Nam có thể làm giàu từ biển, mạnh về biển, củng cố vị trí Việt Nam giữa các quốc gia trên thế giới để sớm cho đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ. Và cuối cùng, thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 13 của đảng đã đề ra, kiên quyết, kiên trì, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo vùng trời, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Kính thưa các đồng chí, chuyên đề của tôi đến đây là kết thúc. Thông qua chuyên đề này, tôi mong các đồng chí sẽ hiểu thêm về biển, yêu thêm về biển và cùng nhau chung sức đồng lòng để cùng nhau bảo vệ biển đảo của Tổ quốc, quê hương của chúng ta. Cuối lời, xin chúc sức khỏe các đồng chí và xin chúc hội thi thành công tốt đẹp. Chúc mừng thí sinh Nguyễn Ngọc Trong vừa hoàn thành xong phần thi thuyết trình. Sau đây mời thí sinh lắng nghe câu hỏi từ ban giám khảo. Thí sinh vừa hoàn thành cái chuyên đề của mình bảo vệ đảo biển đảo trong những ngày đến hiện nay, nhưng mà cũng thật sự bây giờ mời thí sinh nghe câu hỏi. Theo thí sinh á, tại biển có nhiều giá trị rất là lớn, nhưng mà riêng Việt Nam ta thì tiềm năng biển đảo như thế nào mà để chúng ta có quyết tâm bảo vệ? Thí sinh hỏi chưa? Dạ, em cảm ơn câu hỏi của ban giám khảo. Em xin trả lời tiềm năng biển đảo của Việt Nam. Thứ nhất, biển đảo Việt Nam có vị trí địa lý chiến lược quan trọng.
là tiếng phòng thủ bảo vệ tổ quốc. Có thứ hai đó là về kinh tế, khoáng sản, năng lượng, nhất là dầu mỏ của Việt Nam rất là lớn. Thứ ba đó là về quốc phòng an ninh trên khu vực biển đảo, có hai vùng đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo ra tiếng phòng thủ khi mà những cái nước khác xâm lược. Thì theo em biết đó là ngày xưa dân tộc ta khi mà đấu tranh chống quân ngoại xâm thì trong 14 lần đánh giặc thì có 10 lần là các nước khác xâm lược bằng vùng biển. Và vùng biển nước ta có tiềm năng về ngoại giao, đó là nhờ vùng biển như vậy chúng ta sẽ phối hợp các nước trong khu vực để cùng nhau xây dựng hòa bình ổn định, cùng nhau phát triển. Xin cảm ơn Ban giám khảo. Xin chúc mừng thí sinh Nguyễn Ngọc Châu vừa hoàn thành.